Gần nửa tháng công tác tại Berlin, đoàn tạp chí Liên Tâm Pháp do thầy Dư Quang Châu dẫn đầu cùng với các học trò đến từ Ba Lan, Tiệp Khắc, Slovakia và các học trò tại Berlin đã hướng dẫn cũng như chữa bệnh tận tình cho bà con tại đây. Đoàn hướng dẫn tạp chí Liên Tâm Pháp cho cộng đồng tại các địa điểm trụ sở Hội Người Việt Nam ở Berlin và Brandenburg, Chùa Linh Thứ, Hội Thiện Từ Tâm, Phòng Khám Tấm Nguyệt của Anh Định. Đáp lại những hoạt động tích cực của đoàn đối với cộng đồng, nhiều chứng bệnh đã được bớt, bệnh nhân giảm đau nhức trong các chứng như đau vai gáy, đau cột sống lưng, đau dây thần kinh tọa, chèn ép cột sống cổ. Nhất là những chứng liệt do di chứng tai biến mạch máu não đã được chữa ổn định. Tuy nhiên, với thời gian đoàn lưu lại quá ngắn ngủi mà có những chứng bệnh cần được điều trị một cách tích cực và lâu dài, đoàn tập chỉ Liên Tâm Pháp và Hội Thiện Từ Tâm cùng nhau nhất trí. Sau khi đoàn rời đi, sẽ có những học trò của thầy Dư Quang Châu, trong đó có anh Phạm Thanh Dưỡng ở Berlin, sẽ thay mặt thầy tiếp tục hướng dẫn tập chỉ Liên Tâm Pháp cho bà con. Ngày đoàn rời khỏi Berlin, bà con tổ chức một buổi ca nhạc chia tay Người ở đừng về, đơn giản mà đậm tình quê hương, và một bữa tiệc liên hoan nhẹ để tiễn thầy sang Paris tiếp tục công việc giúp đỡ bà con cộng đồng tại Pháp.